Xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay tiếp theo cái chuỗi story to tell thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là chủ đề về phòng ở của thành viên trên tàu sẽ như thế nào, phòng giải trí, rồi là phòng ăn, phòng y tế, phòng họp đấy, trên tàu sẽ như thế nào. Thì dành cho các bạn là đặt câu hỏi muốn tìm hiểu về cái phòng ở sinh hoạt của thuyền viên trên tàu sẽ như thế nào. Tàu mình thì đang neo ở ngoài neo sông Mississippi ở New Orleans nhé. Cái mẫu đầu tiên thì đây là phòng dành cho cadet nha, tức là sĩ quan thực tập. Thì trên tàu sẽ có cái chức danh là sĩ quan thực tập. Đấy. Thì cái phòng này được gọi là phòng đơn nha. Trên tàu thì cái phòng ở của thuyền viên thì phụ thuộc vào các loại tàu khác nhau, các công ty khác nhau, rồi là tàu đóng ở nước các nước khác nhau cũng có thể là khác nhau. Đấy. Nhưng về cơ bản thì đâu đó khoảng tầm 70% là giống nhau nha. Đấy, một cái giường, một cái ghế, một cái bàn, một cái tivi nhỏ nhỏ ấy, và một cái tủ quần áo nha. Bên trên là các thiết bị an toàn, phao cứu sinh, áo giữ nhiệt và cái thoát hiểm sự cố nha. Đấy, bình oxy thoát hiểm sự cố và cái này là tủ lạnh. Rồi, ok, đây là cái mẫu đầu tiên, cái điện thoại nha anh chị và các bạn. Cái mẫu đầu tiên là cái dạng đơn nha. Và một cái cửa sổ anh chị có thể nhìn ra ngoài được nha. Đấy, ngoài có một cây xà lan đang chạy. Mẫu này là mẫu đơn dành cho sĩ quan thực tập trên tàu. Đấy, thì cái phòng của thủy thủ hay còn gọi là crew thì nó cũng tương tự như phòng này. Đấy, tầng này là tầng 1, phòng ở của thuyền viên tầng 1. Đấy. Phòng ở của thuyền viên thì tàu như tàu mình sẽ thiết kế là phòng lầu 1, lầu 2 và lầu 3. Đấy, có 3 tầng để cho thuyền viên ở nha. Nhà vệ sinh thì tương đối cơ bản, gương, rồi là một cái bồn rửa tay, một cái vòi sen có chế độ nóng lạnh. Đấy. Cái phòng thứ hai, cái phòng mẫu này thì tương tự mẫu hồi nãy nhé, cho crew, tức là phòng đơn, đấy, thiết kế đơn dành cho cabin một người. Đấy. Dạng thứ hai là dạng mình có master key, mình sẽ mở cho anh chị và các bạn xem cái phòng thiết kế dạng dạng đơn nhé. Phòng này dành cho một hoặc hai người. Đấy. Nếu mà phòng mà có nhu cầu ở hai người thì sẽ bố trí được ở hai người ở nhé. Còn nếu không thì ở một người vẫn ok. Thì thứ nhất là cái thiết kế về giường sẽ có giường tầng nhé. Giường tầng có hai loại thiết kế, đó là thiết kế giường tầng hoặc là giường đơn nhưng mà bố trí ví dụ như là bố trí ở hai góc khác nhau thì cũng có thể là ở được hai người nhé. Đấy. Bàn, ghế và cái tủ. Tủ này thì là tủ tủ hai cánh và tủ một cánh. Đấy. Lầu này là lầu 2 nha anh chị. Lầu 2. Đấy. Cái cabin tiếp theo, cái mẫu tiếp theo là cái mẫu dành cho hoa tiêu. Tức là gì? Tức là nếu hoa tiêu có nhu cầu ở lại đấy, hoặc là hành trình dài, điều động dài mà hoa tiêu có nhu cầu nghỉ ngơi thay hoa tiêu thì hoa tiêu có thể có nhu cầu thì có thể ở đây. Hoặc trong trường hợp thuyền viên thay thay thuyền viên trong thời gian bàn giao công việc sẽ có thời gian ở giữa để mà thay thay người nhé, thì có thể là ở đây ở tạm ở đây. Khi nào người người về, người ta về thì mình sẽ chuyển sang cái phòng phòng ở chính thức của mình. Bởi vì là mỗi chức danh trên tàu sẽ có một cái phòng cố định nhé. Ví dụ như là ông nào đi máy tư thì có phòng máy tư, ông nào đi máy ba thì có phòng máy ba, hay phó hai thì có phòng phó hai, ví dụ vậy.
Phòng này thì có phòng khách và phòng ngủ nhé. Đấy. Bên ngoài có con sala đang chảy nha anh chị và các bạn. Khung cảnh bên ngoài thế nào ạ? Hôm nay thì trời rất là quang anh chị nhé. Tối qua trời có mưa, thành ra là hôm nay trời rất là quang. Tủ quần áo nhé. Bên trong thì thiết kế phòng ngủ rồi nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh, phòng tắm. Đấy, thì về mặt cơ bản là giống nhau nhé. Không có gì khác biệt nhiều. Đấy, vòi sen rồi là chế độ nóng lạnh, rồi cái bồn cầu và cái bồn rửa mặt. Đấy, thiết kế cơ bản của phòng này thì nó tương đối rộng hơn so với lầu 1. Lầu 1 dành cho sĩ quan thực tập và crew, hay còn gọi là thủy thủ. Đấy, bởi vì là phòng này có hai cái phòng riêng biệt, phòng ngủ và phòng khách. Còn phòng bình thường chỉ có là chung cả phòng ngủ phòng khách. Và đây là phòng của mình nha anh chị và các bạn. Phòng mình thì ở lầu 3. Đấy, mình sẽ có một cái bàn làm việc. Cái này là laptop của mình, một cái máy máy một cái xe đạp chạy bộ. Đấy, phòng khách mình có hai tivi, hai cái cửa sổ. Cửa sổ này có thể là nhìn được ra phía trước tàu nha anh chị và các bạn. Đấy. Anh chị và các bạn thấy phòng mình ngon đúng không ạ? Cũng tương đối đúng không? Nó không đến nỗi tệ đâu. Mình chưa hôm nay đang đi làm thì tranh thủ về quay cho anh chị và các bạn xem. Thành ra là chưa có dọn phòng được. Phòng nó có hơi bừa bộn một xíu. Đấy, cửa mình đang để mở. Đấy, mình đang đi làm, mình tranh thủ mình chạy về, giờ giải lao mình chạy về mình quay. Đấy, một cái phòng khách, bên ngoài là phòng khách, cái này là phòng ngủ của mình. Thì phòng ngủ sẽ có một cái giường và một cái tủ và cái cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, nhà vệ sinh. Đấy. Ghế này thì cũng ít, mình cũng ít ngồi. Nhà vệ sinh thì nó sẽ thiết kế giống với các nhà vệ sinh khác thôi, nó cũng cơ bản là giống nhau. Hoa sen, vòi sen, cái bồn rửa tay. Đấy, về cơ bản là giống nhau. Ok, thiết kế cơ bản của phòng thì mỗi công ty và mỗi tùy thuộc vào tàu, loại tàu, tàu dầu, tàu hóa chất hay là tàu hàng hay tàu ro-ro thì có các thiết kế nó sẽ khác nhau đúng không? Ở đây là cái phòng phòng giặt nhé anh chị. Phòng giặt ở trên tàu nó mỗi tầng sẽ có một cái phòng giặt riêng cho mỗi tầng. Ở đây là cái bàn là và cái bàn để mà là quần áo nha, một cái máy giặt và một cái máy sấy. Máy to bên phải là máy sấy nha anh chị. Sau khi giặt xong thì không có thời gian phơi đồ thì mình sẽ bỏ vào máy sấy, mình bấm sấy nhá. Hoặc người nào mà sở hữu quần áo không bỏ muốn bỏ vào máy sấy thì có thể phơi trong này nhá, phơi trong này. Ở đây đây anh chị để ý có một một người đang phơi. Mình thì mình giặt xong mình sấy, thành ra là mình cũng không có thời gian để phơi. Đấy. Thông thường của mình thì mình sẽ giặt xong rồi chuyển qua máy sấy. Mỗi tầng sẽ có một cái phòng giặt. Đấy. Còn cái này là phòng gọi là Officer Day Room nha. Officer Day Room thì để thiết kế để cho thuyền viên officer, tức là gì? Tức là sĩ quan, máy sĩ quan bon thì có thể là hết giờ làm thì có thể vào đây nghỉ ngơi. Bình thường thì buổi tối sau giờ ăn tối thì mình có thỉnh thoảng mình vào đây. Cái ghế này thì mua ở Mỹ, cái sofa thì mua ở Mỹ nhưng made in Việt Nam nha anh chị. Cái màu này là màu đặc trưng của để xuất khẩu qua Mỹ nhé. Một cái tivi, sofa rồi tivi để xem phim, đó rồi máy chiếu rồi là một cái bàn và một cái tủ lạnh nhé. Tủ lạnh hiện tại thì ở cảng thì mình nhà tụi mình sẽ có nước ngọt. Nước ngọt thì tùy loại, có loại được miễn phí và có loại mình phải trả tiền nhé. Anh chị thấy phòng này ổn đúng không ạ? Tương đối đúng không? Cái này là một cái đàn và cái phóng tiêu thì ai có nhu cầu chơi thì chơi phóng tiêu hoặc đánh đàn. Đấy. Bên trong này sẽ có cái đồ gọi là đồ slot chết, tức là sẽ có người bán trên tàu bán sô cô la này, các anh chị để thấy sô cô la này. Đấy, ai có nhu cầu mua thì sẽ mua và tiền thì trừ vào cuối tháng. Đấy. Một cái tivi, ở đây có một cái tivi nhưng tivi này thì cũng ít ít xài. Đấy, một cái tủ lạnh. Tủ lạnh hiện tại thì có nước ngọt trong tủ lạnh. Đấy. Phòng này thì ở bên kia sẽ có một cái phòng cũng là phòng gọi là crew day room nha, tức là cũng dành cho thủy thủ ấy, để giải trí.
Phòng này, phòng tiếp theo sẽ là cái này là phòng ăn nha anh chị. Phòng ăn tàu này thì được thiết kế phòng ăn cho riêng biệt cho sĩ quan và thủy thủ. Phòng ăn mình đang quay ở bên này là phòng ăn thủy thủ, phòng ăn của sĩ quan nhá. Đấy, cái cây này thì hôm trước mua cũng được gần năm rồi, chế độ chăm sóc tốt nên cây rất là tươi. Đấy, bàn ăn nhá, thì ghế ngồi thì chức danh nào thì ngồi đúng vị trí đó nhá. Đấy, đây là khu vực bàn để đồ ăn. Thông thường thì đấy, trái cây rồi là nước nước ép. Đấy, bên khu vực bàn ngồi ăn, ngồi theo vị trí. Thì bên trong này thì là bếp nhá, khu vực bếp. Hiện tại thì bếp đang làm việc, thành ra mình sẽ không tiện quay nhá, mình quay ngoài một xíu vậy thôi. Thì bếp thì có ba người, một người là bếp trưởng nấu ăn và có hai người phục vụ. Đấy. Cái này là gọi là phòng họp nha anh chị và các bạn. Phòng họp thì được thiết kế có một cái bàn rộng và một cái tivi, trường hợp là họp với văn phòng mà gọi online thì có thể họp được online nhé. Đấy. Còn họp thuyền viên trên tàu thì tập trung ở đây. Đấy. Sẽ họp về huấn luyện an toàn, rồi huấn luyện về các cập nhật các chính sách mới của công ty. Họp sẽ được triệu tập ở đây, họp ở đây nhé. Đấy. Cái này gọi là phòng meeting room. Tiếp theo là phòng y tế nha anh chị và các bạn. Trên tàu thì có phòng y tế và các thiết bị sơ cứu ban đầu, cũng như trang bị một số thuốc cơ bản cho thuyền viên trong trường hợp sự cố. Thì đại phó sẽ là người được phân công nhiệm vụ là quản lý và có trách nhiệm sơ cứu ban đầu cho các đối tượng thuyền viên trong trường hợp bị đứt chân, đứt tay, hoặc là bị bỏng, hoặc là bị một số sự cố, thì có thể là sơ cứu ban đầu với các thiết bị y tế cơ bản đấy, trên tàu. Sau đó liên hệ với bên công ty có đội tư vấn để hướng dẫn trường hợp bị nặng mà trên tàu không xử lý được, thì sẽ liên hệ với trên bờ và người ta sẽ có gợi ý hướng dẫn làm gì và làm như thế nào nha anh chị và các bạn. Ok, mình xin phép dừng video tới đây. Chúc anh chị và các bạn có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt anh chị.